Chào các bạn nhé. Hôm nay là buổi sáng thì mình chuẩn bị tưới nước cho cái cây ngải đèn này. Thì ở đây mình trồng hôm nay thì ra cái rễ rất là tốt này. Và cái củ mẹ này nó chuẩn bị cho thêm cái chồi chồi mới nữa. Ở dưới phần dưới thì nó hơi ẩn, ở trên thì nó xanh dần, thì càng ngày thì cái cây ngải đen này nó sẽ càng xanh thêm. Xanh này. Mình cũng được gần gần 3 tháng rồi. Thì ở đây mình trồng thì mình chủ yếu mình để mình test giống thôi. Rất là tốt. Sau một thời gian nữa thì các bạn nào có cần dùng cái mình mẹ này thì mình sẽ tách ra, tách những cây con này ra và mình lấy cái thân mẹ này mình có thể dùng cũng được. Thì mình sẽ tiến hành tưới nước cho cây ngải đèn này. Thì nói chung thì trồng cái cây này nó cũng đơn giản, nó chỉ là một cái cây thảo dược bình thường như những cái cây thảo dược khác thôi. Đặc dụng chính của nó là chữa về dạ dày, chữa khớp, chữa liền da và ngăn ngừa các tác nhân xấu gây hại cho cơ thể. Củ ngải đen này cũng có thể dùng được ngâm rượu và ngâm mật ong để giúp bồi bổ cho thể trạng cơ thể. Ở đây mình sẽ tưới nước cho nó vào buổi sáng thì khoảng tầm 1 đến 2 ngày mới tưới một lần, do mình trồng bằng sỉ. Nếu mà các bạn trồng bằng đất thịt hoặc cát thì cách khoảng 3 ngày tưới một lần. Thì sức sống nó rất là mạnh, nó đang già dễ thêm. Thì khi mà càng ra nhiều thì cái lá nó sẽ càng xanh. Thì bên mình thì chuyên cung cấp về giống của cây ngải đen, giống củ ngải đen cũng như là bột ngải đen khô, ngải đen thái lát. Thì mình sẽ review dần cho các bạn trong quá trình trồng cây này, giai đoạn 2 tháng tuổi, 3 tháng tuổi, 6 tháng tuổi và 1 năm, và tới khi mà thu cái củ của cái cây này thì mình cũng sẽ review cho các bạn xem luôn. Thì các bạn nào có nhu cầu liên hệ mua củ ngải đen thì hãy nhắn tin hoặc là gọi cho mình qua Zalo 0966595401 thì mình sẽ cung cấp cái giống củ ngải đen và cách trồng, cách chăm sóc cũng như là cách dùng chữa bệnh cho các bạn để các bạn dùng. Thì các bạn nào mà ở thành phố thì có thể dùng cái loại này thì nó rất là tốt cho cơ thể vì nó là một cái dược liệu tự nhiên. Mình xin cảm ơn các bạn.